Chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục đến cái vườn của người Miền Tây đang trồng ở phía sau cùng. Mình đến để mình chia sẻ cùng chị xem sau khi bỏ 1-4 ngày như thế nào nha. Ngày mai mình sẽ chúc cho mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe, tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vậy là mình đi thăm cái dưa ngày hôm nay. Đây, hôm nay mình tiếp tục đến cái dưa của Miền Tây đang trồng xuống lỗ xuống hộp và cho dưa được 4 ngày của chú anh chị. Thì hôm trước mình có chia sẻ về cái video về xuống hạ xuống nè nha, thì sẽ nha. Hôm nay mình đang trồng thì đây là dưa này trồng ở trên cái đất sau khi là những cái đất cái dài là không thì người ta lên người ta trồng dưa. Còn ở đây thì trồng được trên cái clip để tránh vô xuống hộp hơi trễ nè, sợ nó bị trời mưa ngập đó, cho nên trồng ở trên cái clip đó là cái sẽ đi lên khu vực đó để mình chia sẻ là cho mọi người xem nha. Hiện nay người ta cũng có làm lúa nè, để mình cũng quay sơ sơ cho khu vực cho cô chú mình xem nha. Đây là lúa vụ qua ở khu vực này của chúng chị, bây giờ đã rất là tốt, xanh mượt luôn. Đây là mình đang đứng ở chỗ một xíu mình sẽ đi qua cái dưa luôn, cái miếng gậy dưa đó. Cái dưa thì đang trồng ở trên cái clip lên bờ bao trên bờ bao á, tại vì cái này mới xuống hộp khoảng 3-4 ngày thôi, mình sợ mới được mua nè, nên không muốn đến cái dưa gặp nhiều, cho nên trồng ở trên ngoài này đất thì không dám trồng được cây dưa, rất là sợ nha. Bây giờ mình sẽ đi từ từ xem. Đây là hình ảnh mình đi ngoài ruộng nè, đây là những cái dấu xe phải cắt phải gặt nè, nó chạy bây giờ nó khô nó nẻ khó đi nghe, nên là mình đi từ từ ra để chia sẻ cho chị xem. Đây bây giờ mình gần tới chỗ miếng nha, thì ở đây thì đào cái bờ bao ngạn đồ lên nè, thì trồng ở trên cái clip đỡ một chút vì có nước còn chỗ tưới nè. Hôm trước anh có chia sẻ về cái video trước á, thì cái dưa mới bỏ hộp xuống để về cái này. Hôm nay đã được 3 ngày 4 ngày rồi, quay trở lại tiếp tục chia sẻ cho cô chú chị xem cái phát triển của cái dưa một ngày như thế nào. Thời gian mình sẽ tới chia sẻ okay. Tiếp cái tháng này mà quá chảy quá mà chậm nhiều mình sẽ đẹp thấy tầm khoảng gần 2 công là chúng chị từ ở góc ở dưới đó, góc ở dưới đó chạy dài lên đây qua nữa đấy, những cái hàng tăng là khoảng 2 công vừa nghe. Đây hôm trước thì mới bỏ hộp nè, thì bây giờ mình thấy là nó mới có lên chút rồi chú chị. Đây, chú sẽ chị thấy nè. Đây, chú chị thấy gì không? Đây, nó mới có lên, mới lên à, nhìn ra chú chị thấy nè, đó, mới có lên. Này là bữa nay là ngày thứ 3 thứ 4 rồi. Này, mới có luồng đầu nè, mới có nảy mầm nè. Nó mới có ngóc cái đầu lên đầu dưới đó, có những cái vỏ nữa kìa, nó có lên mới có mặt nó mặt đang
tưới nước cho cây dừa ngày hôm nay. Dừa nó mới có mọc, mình sợ nó làm mà đi cho mọc quỷ. Này giữ này để ươm cái hộp còn sót lại để khi mấy cái cây mà nó không có lên thì dặm lại cái công việc. Trồng dưa thăng nắng buộc phải tưới những thùng. Này mấy giờ ra đây là vậy? 1 giờ không? 1:30 à? Sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem một video tiếp theo của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ để xem.